Chuyện đạo là mấy vị kêu 5 năm trước con đã nói đạo rồi. Con đã cứu được mấy chục triệu người, đã làm cho hàng cả một nước Việt có một cái nguồn hy vọng về tương lai của thời mạt Pháp, là con sẽ về Việt Nam làm vua và sẽ gặp lại sư tổ tôi Đức Thầy. Hai người sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn, khoảng năm nay. Chuyện đạo đã làm xong thì đạo nó cũng như cái cây hạt lúa tự động nó mọc lên, mỗi ngày có nhiều nghìn người. Thì từ đó mấy vị nói bớt chuyện đạo, lo chuyện đời. Tại vì bài kính thiên mẹ nói là nửa đời nửa đạo, thì từ đó lo đời thì mới lo chuyện Trump mà lo chuyện chính trị. Nhưng mà không có tham chính trị, ở đó có bản sáu không, không danh là ai cũng biết, là không có một đồng bạc nào trên này rồi, không lợi là chả ít lợi, và toàn là bị chửi không. Từ lúc mở chùa Niệm Phật Đường Vinh Minh gần mười mấy năm, không có gì là bị nguyên cả cộng đồng mấy trăm ngàn người ở đây tẩy chay, cũng bởi cái chùa mấy ông thầy có bồ cái đi ra đi vô rồi nói mình đuổi, không lợi vậy phải không, không vận động nghe quỷ thì ai cũng biết, không chính trị, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, sư phụ không có thuộc tổ chức thành phần nào, tự sư phụ là giáo chủ của Thiên Tâm, đồng thời là người sáng lập Thiên Việt cho nước Việt tương lai. Và không có làm phiền ai, sư phụ không làm phiền ai, giàu cho người đó ác với sư phụ, có bị cộng sản mua chuộc, có phản sư phụ, có ở nào sư phụ cũng không có nêu tên, cũng chẳng có lên. Chứ sư phụ lên cái kênh này nó một cái là mệt đó, sư phụ rất là từ bi, cả hàng đệ tử cũng vậy. Mình trở lại cái số 3 là không chính trị. Cái chữ chính trị này giải thích như thế này: chính trị khi nào một người mà háo quyền tước, ham quyền, rồi dùng mỗi thủ đoạn đi campaign, đi vận động để mà mình đạt được cái chức này chức nọ. Còn sư phụ không có, sư phụ không có làm cái chuyện đó, tức là không có chính trị, cái đầu không có. Nhưng mà cái số mệnh phải làm vua, phải cứu nước Việt thì là số mệnh. Còn sư phụ mà ham campaign dễ ợt, ra ứng chức cử thị trưởng hay là nghị viên hay là thiếu gì, thì cho nên sư phụ giải thích để hàng đệ tử rõ, không có. Chỉ bài kính thiên mẹ nói là rồi đây nắm giữ giang sen đó, do cho quốc thái dân an lâu dài, thì sư phụ phải gán làm phần đó lại. Thì cái kết online là sau khi hết Covid, mấy vị nói con sắp sửa đi về Việt Nam lo cho 100 triệu dân cái bao tử, thì con phải để cái phần đạo bớt một bên và cái phần đời. Thì từ đó tới ngày hôm nay sư phụ đi tứ tung để lo vận động phần đời.